Bài 1, đây là nguyên cái đề cho nên hôm nay cô sẽ giải luôn cho em nguyên cái đề này. Còn tới cái bài số 2, nếu như nó có yêu cầu vẽ đồ thị lại thì các em tự làm nhé. Cô chỉ hướng dẫn cho các em bài 1 thôi. Tìm B để đồ thị hàm số y bằng x bình cộng với x trừ 2 đi qua điểm B có tọa độ trừ 2, 4. Là một bài tự luận thì các em phải trình bày rõ ràng, nếu không là bị trừ điểm. Hôm qua các bạn comment cho cô là nhắn cho cô là thi xong thì nghĩ rằng được 8 điểm nhưng khi phát bài thì được có 6,5 thôi, là do bài tự luận trình bày bị thiếu, trình bày không đúng cách. Vậy các em phải lưu ý cái chỗ mà làm bài tự luận, trắc nghiệm thì không quan trọng, chỉ cần đúng đáp án, nhưng tự luận là phải ghi rõ ràng ra các em nhé, trình bày rõ ràng ra. Để cái đồ thị hàm số này đi qua cái điểm này, các em ghi từ cái dòng này nè. Đồ thị hàm số y bằng x bình cộng bx trừ 2 đi qua điểm B có tọa độ trừ 2, 4 thì cái điểm này thay vào đây đúng không em? Cái điểm này thay vào đây, chỗ này trừ 2 thì thay bằng x, chỗ này 4 thay bằng y, thay vào nó phải bằng nhau. Thì 4 nó bằng đó. Để cái đồ thị hàm số đi qua điểm này thì cái 4 này nó phải bằng gì em? X bình chúng ta thay bằng trừ 2 tất cả bình nè, cộng B nhân trừ 2 trừ đi 2. Rồi, tới đây thì mình tính nhẩm thôi. 4 bằng 4 trừ đi 2B trừ đi 2. Cái này bỏ, như vậy là chuyển qua là 2B bằng trừ 2. Như vậy thì B bằng trừ trừ 1. Kết luận B bằng trừ 1 thỏa mãn yêu cầu đề bài. Đấy, thấy chưa? Chịu khó ghi ra các em ha, chịu khó ghi những cái dòng giải thích đó ra. Câu B nhé. Xét chiều biến thiên. Và các em lưu ý cho cô chữ xét chiều biến thiên nó khác với vẽ bản biến thiên nha. Vẽ bản biến thiên thì chúng ta chỉ cần vẽ là xong, giống như đề video trước cô làm. Còn khi người ta yêu cầu em xét thì các em phải ghi ra, chứ không phải vẽ không là xong là không có điểm nhé. Rồi câu B nè. Câu B thì cô ghi lại cái hàm số y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Bước đầu tiên thì cô cũng xác định A bằng 1, B bằng trừ 2, C bằng trừ 3. Sau đó cô đi tính trừ B chia 2A, hoặc là tính delta trước cũng được. Trừ B chia 2A tức là trừ của trừ 2 chia cho 2 nhân 1 là bằng 2 chia 2 được 1 các em ha. Rồi, trừ delta chia cho 4A bằng delta của em là bằng B bình phương trừ đi 4AC bằng nè. B ở đây là bằng trừ 2 bình nè, trừ 4A bằng 1, C bằng trừ 3. Rồi, các em tính này, 4 trừ với trừ là thành cộng, như vậy là cộng 12, như vậy là 16 đúng không? Delta bằng 16. Trừ 16 chia cho 4 nhân 1, như vậy là bằng trừ 4 nè. Rồi, chúng ta xác định được tọa độ đỉnh rồi nha. Bây giờ chúng ta ghi ra thôi. Chúng ta sẽ ghi dọc bên đây, sau đó chúng ta vẽ đồ thị bên đây ha. Dấu cộng đầu tiên, đỉnh y có tọa độ 1 trừ 4, 0,25 điểm. Thiếu cái là trừ 0,25 điểm ngay. Tiếp theo là gì em? Trục đối xứng. X bằng 1. Tiếp theo, dòng thứ ba là giao với trục OX. Giao điểm với trục OX. Như vậy thì giao điểm với trục OX chúng ta cho y bằng 0 ha. Y bằng 0 thì các em sẽ có được là x bình trừ 2x trừ 3. Các em xem như đây là một cái bài ôn tập giữa kỳ 2 hoặc là học kỳ 1 luôn ha. Chúng ta làm cho cẩn thận.
các bạn giỏi thường hay sai mấy chỗ này, tức là các em làm nhanh và các em vội đến câu C, cho nên các em sẽ thiếu những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà dễ bị trừ 0,5 điểm. X bình trừ 2X trừ 3 bằng 0. Thì ở đây có dạng là hoặc em bấm máy tính cũng được ha. A trừ đi B cộng C bằng 0. Nó sẽ có một nghiệm bằng bằng 1, một nghiệm bằng trừ C chia A, tức là trừ của trừ 3 là bằng 3. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một nghiệm là điểm đầu tiên là trừ 1, 0. Điểm thứ hai là tọa độ là 3, 3, 0. Khi em tìm tiếp cho cô là giao điểm với trục OI. Giao điểm với trục OI thì các em sẽ cho x bằng 0. Các em lưu ý nha, có một số bạn hiện nay là vẫn chưa biết tìm giao điểm trục x và giao điểm trục OI. Các em sẽ nhầm giữa giao trục x là cho x bằng 0 đó, cẩn thận nhé. Khi nào các em làm các em cũng ghi như thế này cho cô để nhớ cho lâu ha. X bằng 0 thì các em thay vô đây 0, 0. Như vậy thì y bằng trừ 3 ha. Chúng ta ghi điểm C có tọa độ là 0, 0 trừ 3. 1, 2, 3 điểm. Chúng ta còn một điểm là đỉnh nữa, là 4 điểm. Thì chúng ta cần thêm một điểm nữa thì vẽ đồ thị nó mới đẹp đúng không? Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta xác định nó sẽ không có đúng. Nó đôi khi cái điểm đó nó không cần thiết, cho nên chúng ta sẽ dựa vào trục đối xứng để chúng ta xác định cái điểm đó. Sau đó chúng ta vừa vẽ vừa xác định luôn cho nó đẹp. Sau khi các em xác định được cái điểm rồi, các em ghi vô đây. Đó, đồ thị parabol đi qua thêm cái điểm D có tọa độ đó nữa. Bước tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ đi xét chiều biến thiên. Xét chiều biến thiên thì chúng ta phải đi vẽ bảng biến thiên đấy em nhé. Bảng biến thiên của chúng ta có x, y trừ vô cùng, cộng vô cùng. Điểm ở giữa của chúng ta là đỉnh là 1. Bây giờ đồ thị của chúng ta là A bằng 1 các em. A bằng 1 lớn hơn 0. Cho nên đồ thị của chúng ta có dạng như thế này đúng không? Như vậy cái đỉnh nó sẽ nằm ở dưới đáy cuối cùng đúng không? Điểm thấp nhất. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi cái số trừ 4 nằm ở đây nè. Sau đó chúng ta sẽ vẽ đi lên, vẽ đi xuống. Nếu các em ghi ở đây thì các em sẽ không có chỗ để các em vẽ đi xuống, vẽ đi lên á. Đi lên thì lên cộng vô cùng. Từ cộng vô cùng đi xuống và từ âm đi lên cộng vô cùng nha em. Bây giờ xét chiều biến thiên thì các em phải ghi là hàm số đồng biến. Hàm số này nè, đồng biến trên khoảng. Từ 1 đến cộng vô cùng nó phải đi như thế này, đồng biến là đi lên đúng không em? Và các em chiếu lên cái OX á, thì nó đi từ 1 đến cộng vô. 1 đến cộng vô cùng. Sau này khi mà các em học lên lớp 12 á, các em sẽ học những cái hàm số, cái đồ thị nó phức tạp hơn. Thì lúc đó thì cái khoảng đồng biến và nghịch biến nó sẽ chia ra rất là nhiều đoạn, nhiều khoảng khác nhau. Hàm số nghịch biến trên khoảng. Từ đâu các em? Nghịch biến là đi xuống đúng không? Từ trừ vô cùng đến. Trừ vô cùng đến. Đến 1. Như vậy là chúng ta xong cái phần xét chiều biến thiên. Bây giờ các em qua tiếp cái phần vẽ đồ thị cho cô ha. Ở đây thì cô hướng dẫn cho các em. Sao thế nhỉ? Hướng dẫn cho các em cách để các em vẽ đồ thị thôi nha. Rồi tí xíu khi mà cô sẽ dùng phần mềm để cô vẽ, để cô giải cái câu C cho các em. Tại vì vẽ trên đây nó không có được đẹp. Vẽ trên giấy nó dễ hơn em. Rồi. Đầu tiên thì các em xác định đỉnh cho cô ha. Đỉnh 1 trừ 4 nè. Cô dâm lên ha. 1. 1, âm 1, âm 2, âm 3, âm 4. Đây, cái đỉnh của chúng ta đây. Và đây là cái trục đối xứng. Trục đối xứng của em có dạng là x bằng 1 đó. Em vẽ cho cái trục đối xứng nó song song với cái trục OI nha. Này, trục đối xứng của em x bằng 1. Xong rồi. Bây giờ chúng ta có cái điểm đầu tiên là đây nè.
Những cái điểm thì cô sẽ khoanh bằng cái màu xanh này nha. Cô sẽ chấm bằng cái màu xanh. Một điểm. Tiếp theo, ở đây chúng ta có điểm là trừ 1, 0 ha. Ở đây trừ 1 đây. Trừ 1, 0. Như vậy chúng ta có thêm một cái điểm này. 3, 0. Như vậy ở đây số 2. Số 3. Chúng ta có thêm cái điểm này. 3 nè. 2, 1. Trừ 1. Rồi nha. Tiếp theo chúng ta vẽ x bằng 0 trừ 3. Trừ 3 đây. Chúng ta có thêm một điểm này nữa. Như vậy 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Mới có 4 điểm, chưa vẽ được. Chúng ta thêm một điểm nữa đi ha. 5 điểm cho nó đối xứng, cho nó đẹp. Mà đối xứng thì các em thấy cái này đối xứng với cái này đúng không? Đó. Thì ở đây, trục đối xứng của chúng ta đây nè. Chúng ta vẽ qua đây là một đơn vị là 1cm đúng không? Đó là 2 ô ly. Thì các em vẽ tiếp qua đây cho cô 2 ô nữa. Trong vở game nó có ô ly rất là dễ. À, 1, 2 ô ly, 1, 2 ô ly. Xong rồi các em giống. Giống lên cái trục x. Được chưa? Các em giống lên thì các em sẽ thấy ở đây điểm D nó có tọa độ là x bằng 2, y bằng trừ 3. Rồi các em ghi thêm vào đây. À, đồ thị là parabola đi qua những cái điểm A, B, C, à, D, à, đi qua điểm A, B, C, liệt kê ra. D có tọa độ như vậy. À, nếu không lập bảng giá trị thì thôi, còn các em có thể ghi là đồ thị B đi qua thêm cái điểm D này cũng được. Tại vì chúng ta đã có giao những cái trục này rồi. Thì không lập bảng giá trị thì các em ghi như thế này. Hoặc các em ghi đi qua điểm D có tọa độ 2 trừ 3 này cũng được rồi. Được chưa nào? Đó. Rồi bây giờ các em sẽ vẽ nhé. Các em vẽ 5 điểm rồi thì vẽ thôi. Đó. Vẽ xong chúng ta sẽ ghi y bằng cái tên phương trình đồ thị ở đây là xong. Trụ x, trụ y nha. Thêm trụ x, trụ y vào. Nha. Rồi xong nhé. Bây giờ cô sẽ xóa đi và cô sẽ thay nó. Cô để đó cũng được. Cô sẽ làm luôn cái câu C đi. Tại vì câu B của mình đã nói là xong. Câu C tìm M để phương trình y bằng M trừ 2 cắt đồ thị hàm số y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Câu C nè. Mình có đường thẳng D là y bằng M trừ 2. Parabol là y bằng x bình trừ 2x trừ 3. Và người ta yêu cầu mình là tìm M để cái đường thẳng D đó nó cắt cái parabol, parabol B. Nhá, đề bài là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình ra nè. X bình trừ 2x trừ 3. Đây cái đồ thị của chúng ta đây. Cô sẽ đưa qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất của cái bài mình ha. À, trước khi đi vào cái phần bài đó thì cô có một cái lưu ý như thế này. Hướng dẫn để cho một số bạn gọi là chưa hình dung ra được. Chúng ta sẽ làm từ một cái đồ thị đơn giản nhất nha. Thì cô muốn dạy từ căn bản luôn để bạn nào cũng hiểu được. Đây, bây giờ cô có một cái đồ thị như thế này. Đây là đồ thị y bằng x bình phương, một cái parabol bình thường chưa có một cái trục đối xứng là cái trục bên đây ha. Tức là trục đối xứng là trừ b chia 2a, mà trục đối xứng của nó hẳn là OI luôn. Đấy chưa? Đây một cái parabol bình thường chúng ta đã học lớp 9 nhé. Các em nhìn như vậy cho nó dễ nhìn, cho nó quen. Bây giờ ví dụ như cô có một cái đường thẳng là y bằng trừ 1 đi. Đây. Cái đường thẳng của cô là đường thẳng y bằng trừ 1. Đúng không? Thì nó sẽ có dạng như thế này. Nó sẽ đi qua cái điểm trừ 1. À, qua cái tọa độ y bằng trừ 1 như thế này. Đây. Đấy. Như vậy thì các em sẽ thấy cho cô nè. Y bằng trừ 1. Thì cái đường thẳng này nó có giao với lại cái parabol này không? Nó có cắt parabol không? Không, nó không cắt, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ cô sẽ vẽ cái đường thẳng
y này bằng một cái giá trị là m đi ha, y bằng m, và cô vẽ nó lên đây. Như vậy thì nó trùng với trục của x thì nó như thế nào em? Nó tiếp xúc tại cái đỉnh đó đúng không? Tại cái đỉnh O này nè. Đó, tới đây thì nó sẽ tiếp xúc tại đỉnh O. Tức là nó cắt nhau tại một điểm. Còn tiếp, cô vẽ nó lên đây. Đó, phía trên trục của x nữa thì nó cắt cái parabol này tại hai điểm đúng không em? À, như vậy thì các em sẽ thấy cái giá trị y này nè, nó chạy theo. Nếu như mình đi ngang qua đây thì có phải giá trị y này nó bằng 1 không em? À, cái số 1 là nó che rồi. Cái đường thẳng này nó đi qua đường thẳng y bằng 1 đúng không? Như vậy m nó sẽ bằng 1. Đó, thấy không? Y bằng trừ 1 thì lúc này m của em nó sẽ bằng trừ 1. Còn lúc này đi ngang qua cái trùng với trục của x thì y bằng m lúc này nó sẽ bằng 0 đúng không nè? Tại vì ở đây là trục y chúng ta dễ nhìn nhận, nhưng mà qua cái trục đối xứng thì các em sẽ rất là dễ nhầm ha. À, như vậy thì khi mà người ta yêu cầu mình đi tìm giao điểm của đường thẳng D với một cái parabol B thì các em cứ vẽ một cái đường thẳng và các em cho cái đường thẳng này nó chạy chạy lên chạy xuống. Nếu như nó không cắt thì không có giao điểm, mà không có giao điểm thì không có nghiệm. Còn nếu nó tiếp xúc, tức là nó cắt nhau tại một điểm, còn nó cắt như thế này là nó cắt nhau tại hai điểm. Và cái khoảng giá trị của em là cái y này nè, nó sẽ nằm ở phía trên cái trục OI này. Còn bây giờ bài của chúng ta thì nó lại nằm trên trục đối xứng. Rồi, sơ sơ như vậy để các em nắm được là cái đường thẳng y bằng m này nó có dạng như thế nào thôi nha. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bài của chúng ta luôn. Đây. Cô sẽ vừa giảng vừa ghi ra để cho các em nắm bài ha. Ở đây cô có một cái đường thẳng là, nếu cô vẽ đây là đường thẳng y bằng m trừ 2 của cô đây. Thì cái đường thẳng này với cái parabol này nó có cắt nhau không em? Không đúng không? Và cái đỉnh parabol của em này nè, nó có tọa độ là bao nhiêu nè? 1 trừ 4. Như vậy cái giá trị y của em ở đây là bằng trừ 4. Được không? Các em phải xác định ngay cái đỉnh này nè, chứ không phải là cái trục y như lúc nãy. Được không nè? À, bây giờ cái trục đối xứng của em là nó nằm ở chỗ này nè. Được không? X bằng 1 á. Đối xứng nó nằm ở đây nè. Cho nên chúng ta phải xác định ngay cái đỉnh y này nè. Y bằng trừ 4 chúng ta giống qua nè, thì chúng ta sẽ xác định được y bằng trừ 4. Như vậy thì khi mà cái m trừ 2, tức là cái y này nó nhỏ hơn, cái y này nó nhỏ hơn trừ 4 thì như thế nào em? Cái y này nó nhỏ hơn trừ 4 thì như thế nào? Thì D và B có cắt nhau không? Không, được không nào? Cái y này nè, cái y của em này nè, y bằng cái đường thẳng này nè, mà nó nằm ở phía dưới cái số trừ 4 thì D và B không cắt nhau. Như vậy để nó cắt nhau thì cái đường thẳng này nó phải nằm ở phía trên, đúng không nào? Phía trên cái số, phía trên cái đỉnh y nè. Đó, mà phía trên đỉnh y chúng ta giống qua giá trị y thì nằm phía trên số trừ 4 đúng không nào? Đó, nằm phía trên số trừ 4. Các em phải hình dung ra được nhé. Đấy, như vậy thì nó phải nằm phía trên, hoặc là nó nằm trùng ngay cái đỉnh luôn, hoặc nằm ngay cái đỉnh này luôn nè. Nằm ngay chỗ này thì sẽ có một giao điểm, còn nằm đây thì chúng ta sẽ có hai giao điểm. Như vậy các em sẽ ghi như thế này, cái trình bày này như thế này. Để D cắt B thì đó, thì như thế nào em? M trừ 2, cái đường thẳng này nè, m trừ 2 phải như thế nào? Phải lớn hơn hoặc bằng, được không? Lớn hoặc bằng trừ trừ 4. À, tương đương vậy em? M lớn hơn bằng trừ trừ 2. Đây là người ta hỏi cắt thôi. Còn tí xíu người ta bảo mình biện luận thì mình sẽ làm thêm nhé. Rồi. Như vậy, chuyển vế qua thì chúng ta có m lớn hơn bằng trừ 2. Vậy với m lớn bằng trừ 2 thỏa mãn yêu cầu đề bài. Giờ bây giờ chúng ta sẽ bước qua câu 2 nha, xem câu 2 nó có gì khó khăn hơn nha.
Cho parabol B y bằng x bình trừ 3 x cộng 2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Cái phần này thì cô sẽ xác định cho các em đỉnh y thôi để cô làm cái câu B ha. Thì còn lại cái phần khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số thì cô sẽ vẽ bằng phần mềm, sau đó cô hướng dẫn bằng miệng cho các em nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác định đỉnh y nè. A bằng 1, B bằng trừ 3, C bằng 2, trừ B chia 2A sẽ bằng trừ của trừ 3 là bằng 3 phần 2 nè. Rồi, trừ delta chia 4A, delta của em là bằng B bình, trừ đi 4A, AC. B bình chỗ đây là bằng 9, trừ đi 4, nhân 1, nhân 2 là bằng 1. Như vậy trừ delta chia cho 4A nó sẽ bằng trừ 1 phần 4. Rồi, bây giờ cô có đỉnh Y có tọa độ là 3 phần 2 trừ 1 phần 4. Cái phần khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số thì các em làm nhé. Bây giờ cô sẽ dùng phần mềm để cô vẽ cái đồ thị này. Tại vì cái phần chủ yếu của chúng ta là cái phần B biện luận, cho nên những cái mà khảo sát và vẽ thì các em xem ở video trước nha. Cộng 2. Đây là cái đồ thị của mình các em ha. Đồ thị này thì người ta không có xác định tọa độ đỉnh cho các em. Ở đây thì chúng ta có điểm O nè. Tọa độ đỉnh ở đây thì đây là giá trị là giữa số 1 và số 2 thì chúng ta có 3 phần 2 nè. Như vậy thì trục đối xứng của các em là nằm ở đây. Cô vẽ luôn cái trục đối xứng cho các em nha. Trục đối xứng là x bằng 3 phần 2. Và cái y của em thì nó sẽ bằng trừ 1 phần 4. Cái số trừ 1 phần 4 này người ta cũng không có ghi. Trừ 1 phần 4, đây là cái số rất là quan trọng để chúng ta biện luận đó em. Cái này là 3 phần 2. Rồi, bây giờ người ta yêu cầu đề bài nè. Các em đọc yêu cầu đề bài cho kỹ nè. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình này nhá. Bây giờ bước đầu tiên, bước đầu tiên là các em ký hiệu cho cô, các em ghi đây là phương trình sao ha. Các em ký hiệu cho cô phương trình sao. Thì tiếp theo các em sẽ có, các em lấy cho cô nè, x bình nè, trừ các em ghi ra nè, 3x cộng 3 trừ đi 2m bằng 0. Để giờ các em ghi nguyên lại cái đề này, các em đặt cho nó là phương trình sao nhé. Tiếp theo các em ghi cái parabola lại cho cô là x bình trừ 3x ghi thẳng cột ha, cộng 2, số theo số, biến theo biến. Rồi, các em gạch ngang qua, các em ghi dấu trừ cho cô và các em làm phép trừ bình thường. Cái này các em có thể làm ngoài giấy nháp cũng được. X bình trừ đi x bình bằng 0 nè. Trừ 3x với trừ 3x là bằng 0 nè. 3 trừ 2 là còn 1. Trừ 2m là trừ 2m. Được chưa? Xong đó, các em sẽ ghi cái số 1 lên đây. Cộng 1 trừ 2 trừ 2m bằng 0. Tức là được kết quả bao nhiêu các em cứ ghi y chang lên lại trên đây nha. Rồi các em xóa đi. Xóa cái dòng này đi. Nha. Tức là từ cái phương trình phía trên này chúng ta tương đương cái phương trình ở dưới. Chúng ta tương đương. Để làm gì các em biết không? Để cái này nè, nó thành một cái parabol, còn cái này nó thành một cái đường thẳng. Thì từ đó chúng ta, tức là mới cái này mới là bước 1 nè. Bước 1 chúng ta phải tách ra một cái là parabol, một cái đường thẳng em. X bình trừ 3x cộng 2 là cái parabol của em nè. Sau đó em ghi dấu bằng và em chuyển hết cái này qua một vế cho cô là nó thành 2m trừ đi 1. Từ đó các em sẽ có, ta có parabol B có dạng y bằng trừ 3x cộng 2. Còn đường thẳng D của em sẽ có dạng y bằng 2m trừ 1. Bây giờ các em ghi cái câu này cho cô nè. Số nghiệm của phương trình sao là số giao điểm của D và B. Được không nào?
Đó. Em ghi nha. Số nghiệm của phương trình sau là số giao điểm của đường thẳng D và parabol B. Đây chưa nào. Bước đầu tiên là làm gì? Ghi cái phương trình người ta cho ra rồi đem trừ với cái parabol của đề bài của cái hàm số này nè. Thì các em được bao nhiêu các em ghi hết lại. Tao cho bằng 0. Nhớ còn bằng 0 nhé. Mắc số 0 cũng bị trừ điểm nha. Tiếp theo là các em sẽ giữ lại cái parabol, còn lại các em chuyển hết qua một bên. Sau đó các em tách ra làm hai cái, một cái là parabol, một cái là đường thẳng y bằng hàm gm. Các em ghi cái câu số nghiệm của phương trình sau, người ta bị biện luận số nghiệm mà, là số giao điểm của D và B. Tức là bây giờ cái đường thẳng D của em nó như thế này, thì nếu như mà nó cắt parabol tại hai điểm thì sẽ có hai nghiệm, thì phương trình sau có hai nghiệm, phương trình sau này có hai nghiệm. Nó tiếp xúc tại đây thì phương trình sau có một nghiệm, nó nằm ở đây thì phương trình sau vô nghiệm. Được không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có ba cái phải nói đúng không? Một cái là vô nghiệm, một nghiệm và hai nghiệm. Như vậy thì cái dấu cộng đầu tiên, nếu bây giờ cái đường thẳng của em là đường thẳng này nè, cái đỉnh của em đây đúng không? Đây, cái đỉnh em cái đỉnh của em đây. Thấy chưa? Bây giờ nếu cái đường thẳng của em mà nó nằm ở phía dưới này nha, đường thẳng y bằng 2m hoặc là đường thẳng gì không biết, mà nó nằm ở đây, tức là nó nằm phía dưới cái đỉnh nè, mà cái đỉnh em có giá trị y là bao nhiêu? Trừ 1/4 đúng không? Đó. Thì D và B này như thế nào em? Không có giao điểm, mà không có giao điểm thì vô nghiệm, được không nào? Như vậy ở đây chúng ta sẽ cái nhớ giá trị y là trừ 1/4 nhé. Nếu như cái đường thẳng là 2m trừ 1 của em nè, nếu 2m trừ 1 của em nó nhỏ hơn trừ 1/4 thì thế nào? Thì D và B như thế nào em? Không cắt nhau, thì thế nào? Không giao nhau. Nếu điều đó xảy ra thì D và B không giao nhau. Không giao nhau. Các em có thể tính luôn cũng được, còn không tí xíu các em kết luận. Tức là các em sẽ tính luôn như thế này nè. Cô ghi cho các em một cái mạch lạc để các em hiểu thôi. Các em sẽ ghi như thế này nè. Thì cô ghi luôn. Tức là các em tính luôn cái này ra nha. 2m nhỏ hơn trừ 1/4 cộng 1. 4 cộng 1, 4 nhân 1 là 4 nè. 4 trừ đi 1 là còn 3. Như vậy thì 2m nhỏ hơn 3/4, tức là m nhỏ hơn 3/8. Ở đây các em ghi tương đương m nhỏ hơn 3/8. Các em không tính thì tí xíu các em xuống kết luận cũng được, không sao cả nhé. Rồi, m nhỏ hơn 3/8 thì D và B không giao nhau. Không giao nhau thì như thế nào em? Hay phương trình sau vô nghiệm. Người ta bảo biện luận số nghiệm là các em phải kết luận nghiệm nha. Có giao điểm hay không? Không có giao điểm thì phương trình vô nghiệm. Có một điểm thì phương trình có một nghiệm. Có hai điểm thì phương trình có hai nghiệm. Được chưa nào? Phải ghi rõ ràng ra nha. Tiếp cái nếu thứ hai. Nếu 2m trừ 1 của em nó bằng ngay cái giá trị 1/4 luôn. Đây, tiếp xúc ngay tại cái đỉnh này nè ha. Đó. Thì những cái video tới cô sẽ làm cho các em là những cái bài giảng khó hơn, đó là trị tuyệt đối. Tức là sau khi các em vẽ đồ thị hàm trị tuyệt đối ra, người ta yêu cầu em tìm 3 nghiệm, 4 nghiệm, các em phải làm được nhé. Tại vì parabol này bình thường thì 2 nghiệm là nhiều nhất rồi, nhưng mà hàm trị tuyệt đối có đến 3 nghiệm, 4 nghiệm các em. 2m trừ 1 của em bằng 1/4 trừ 1/4 tương đương với, lúc nãy chúng ta tính rồi cho nên ở đây nó sẽ bằng 3/8 ha. Thì D
tiếp xúc với B. Tại đâu? Tại đỉnh Y nhé. Hay. Phương trình sao? Có một nghiệm. Cái nếu thứ ba. Nếu 2m trừ 1 bằng, tức là lấy cái nếu cái đường thẳng đó nó bằng được không? 2m trừ 1 lớn hơn chứ. Lớn hơn trừ 1/4. Tức là lúc này cái đường thẳng của em nó sẽ nằm như thế này. Đây. Khi làm các em vẫn ghi cái tên đường thẳng vào nhé. 2m trừ 1. Nó nằm phía trên nè, nó nằm từ cái đoạn chỗ này nè. Đi lên. À, đây. Và cái giá trị y của em này chỉ cần nằm trên cái trừ 1/4 này thôi thì nó sẽ có hai nghiệm, được không? Có hai giao điểm. Tương đương m lớn hơn 3/8 thì D giao với B tại hai điểm. Hay phương trình sao có hai nghiệm phân biệt. Ok, rồi xong rồi đấy em. Ở đây thì chúng ta cũng đã kết luận luôn rồi, m bằng cái này, m lớn hơn, m nhỏ hơn thì phương trình có vô nghiệm, một nghiệm và có hai nghiệm phân biệt. Thì chưa nào? Đó là bài số 2 nhé. Vậy chúng ta qua tiếp bài số 3 nè. Đây là một đề thi của tỉnh Bình Phước năm 2019, dùng đồ thị để biện luận thêm m số nghiệm của phương trình này. Như vậy thì ở đây chúng ta không có parabol ha? Chúng ta không có. Như vậy thì đây là một cái dạng bài mà giống với các bước làm của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải tách ra ha. Tách ra một cái là parabol, một cái là đường thẳng y bằng gm. Như vậy bước đầu tiên thì các em sẽ tách ra trừ x bình cộng 4x cộng m bằng 0. Đây là phương trình, các em đặt là phương trình sao chưa? Để chúng ta đỡ phải ghi nhiều lần các em. Như vậy thì ở đây chúng em sẽ tương đương cho cô nè. Ở đây có phải là một đồ thị, là một cái này là hàm x bình rồi x này ạ. Như vậy là một cái parabol. Còn cái y bằng m này như thế nào em? Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có cái y bằng m này tách riêng ra được để nói thằng a y bằng gm, đúng không? Có hai cách để các em làm nhé. Cách thứ nhất là các em sẽ đổi cái dấu này nè, tức là nó sẽ ra x bình nè, trừ 4x nè, trừ m bằng 0. Tức là các em sẽ đổi dấu này, thì khi các em chuyển qua nó sẽ là x bình trừ 4x bằng m, được không? Như vậy đây là một cái parabol. Còn đây là một cái đường thẳng y bằng gm. Còn nếu không á, các em muốn, tức là cô muốn tạo một cái khác biệt một tí, tức là bình thường các em sẽ, nếu như đồ thị này thì các em sẽ vẽ dạng như thế này, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ cô muốn vẽ một cái đồ thị là âm đi ha. Các em hoàn toàn có thể làm theo cách này thử nhé. Cô làm cách này, còn các em làm cách này để so sánh kết quả nha. Ok, xem kết quả của cô với em có giống nhau hay không. Bây giờ cô sẽ không vẽ đồ thị dạng này, mà cô sẽ vẽ dạng lồi nhé. Tức là như thế này, cô sẽ đưa nó về trừ x bình cộng 4x, còn bên đây cô sẽ đưa nó thành trừ m nha. Dĩ nhiên qua bên đây thì nó dễ hơn, còn bên đây nó phức tạp hơn. Cái phức tạp thì để cô làm, còn cái đơn giản thì các em tự làm. Nếu các em làm được bài này thì bài này các em cũng làm được nhé. Rồi, bây giờ các em đã có được hai cái rồi đúng không? Chúng ta sẽ có đồ thị parabola là y bằng trừ x bình, y bằng trừ x bình cộng 4x, và đường thẳng D y bằng trừ m nhé. Em nhớ là làm cho cô bài này nha. Thực ra toán, lý, hóa người ta chỉ thay đổi con số thôi. Mà nhiều khi các bạn còn hỏi cô những cái bài mà cô đã giải đi giải lại mấy lần rồi. Tức là các em không chịu tư duy. Thực ra nếu như các em cứ đi hỏi suốt như thế thì khi mà các em vô đề thi thật các em làm không có được đâu. Các em phải tự
suy nghĩ tự tạo ra cái cách làm của bản thân mình. Chứ còn các em xem cô giải thì các em chỉ hiểu thôi, nhưng mà không phải đó là cách làm của em, được không nào? Em phải tự làm lại xem là mình làm có được hay không, thì lúc đó mới kiến thức mới là của em. Còn khi em nhìn người khác giải hoặc là em nhờ các bạn giải giùm thì em hiểu đó, nhưng mà em sẽ không biết cách trình bày lại. B và D, bây giờ chúng ta sẽ ghi cái dòng gì các em biết không? Số giao điểm của D và B là số nghiệm của phương trình sao, nhớ không? Số giao điểm của D và B, tại vì tí của bạn có đồ thị bên đây, là số nghiệm của phương trình sao. Rồi, bây giờ cô sẽ vẽ đồ thị nhé. Đồ thị của cô có dạng là trừ x bình. Các em lưu ý là đồ thị này khi mà mình thay đổi thì khi dấu âm và dấu dương thì đồ thị sẽ lật úp hoặc lật ngược các em nhé. Cho nên khi các em làm mà các em vẽ đồ thị giống cô là các em sai. Nhưng mà kết quả giống cô thì được. Cộng trừ x bình cộng 4x. Đây, đồ thị cô là đồ thị úp nha. Còn tí các em làm lại mà ra đồ thị úp là các em sai nhé. Tức là đồ thị các em phải ngược lại với đồ thị của cô. Lúc nãy các em ghi cái đồ thị kia ra vở chưa? Hoặc là các em có thể tự đổi dấu cũng được nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi biện luận nè. Đây là cái đường thẳng y bằng trừ m của em. Và cái đỉnh y của em đây. Này, đỉnh y của em nè. Như vậy thì ở đây hoàn toàn chúng ta có thể nhìn thấy được đỉnh y nó có tọa độ là gì em? X bằng 2 đúng không? Y bằng trừ 4 đúng không nào? X bằng 2, y bằng trừ, y bằng 4 chứ. Cô nhìn nhầm. Ở đây nó có dấu gạch. Đây, điểm O của chúng ta đây. Như vậy thì x bằng 2, y bằng 4, được chưa nào? Như vậy thì cái đường thẳng của chúng ta là đường thẳng này đây. Y bằng trừ m của em đây. Cái đường thẳng y này, đường thẳng d này, nó nằm ở phía trên cái đỉnh y, tức là nằm trên số trừ 4 thì như thế nào em? Thì không có giao điểm, là phương trình vô nghiệm. Nằm như thế nào nhỉ? Đi qua tiếp xúc như thế này là có một nghiệm, còn nằm như thế nào là có hai nghiệm. Cô đang có suy nghĩ là cô sẽ làm cho các em một số cái dạng bài, tức là nó sẽ nằm trong một cái khoảng nào đó nữa. Tức là chúng ta sẽ biện luận trong nghiệm trong cái khoảng nào đó, chứ không có đơn giản là chúng ta sẽ gạch cái đường thẳng để chúng ta biện luận không đâu. Tại vì lên thi á, thì các em sẽ thi những cái đề nó khó hơn, nó nâng cao hơn. Thi học kỳ thì đề thi người ta không có nặng, tức là không có chuyên sâu, nhưng mà kiểm tra ở trên lớp á, thì thường nó sẽ có những cái đề khó hơn nhiều các em ha. Cô sẽ làm thêm những video đó cho các em. Có một số bạn học nâng cao nữa. Như vậy thì bây giờ chúng ta ghi như thế nào em? Nếu như cái y, tức là nếu như cái trừ m này nó lớn hơn 4 đúng không? Rồi, dấu cộng thứ nhất, nếu cái trừ m của chúng ta mà nó lớn hơn số 4, lớn hơn số 4 thì sao? Thì mình tương đương luôn đi, trừ m thì mình tương đương m luôn đi ha. Tức là chúng ta chia cho dấu âm thì đổi chiều bất đẳng thức nè, tức là m nhỏ hơn trừ 4 thì sao các em? Thì d và b không có giao nhau ha. Thì các bài làm của em nó sẽ ngược lại ha. Bài làm của em sẽ ngược lại, nhưng mà kết quả ra là giống y chang nè. Thì D và B không giao nhau. Mà không giao nhau thì sao? Phương trình sao? Vô nghiệm. Nếu cái nếu thứ hai, nếu cái trừ m của em mà nó bằng với cái số 4 này luôn. Bằng với số 4 luôn, tương đương với m bằng 4, m bằng trừ 4, thì d tiếp xúc
tiếp xúc với B tại đỉnh Y. Đỉnh Y có tọa độ là 24 ha. Tại đỉnh Y. Rồi, hay phương trình sau có một nghiệm. Nếu trừ M của em nó nhỏ hơn cái số 4 đây, tức là cái đường thẳng mà chúng ta đang vẽ nè, hay tương đương với M lớn hơn trừ 4 thì D giao B tại hai điểm. Hay phương trình sau có hai nghiệm phân biệt, được không em? Đấy, bài làm của chúng ta đó hoàn thiện rồi đó. Đề bài thì người ta sẽ không cho mình parabol, không yêu cầu mình vẽ đúng không, nhưng là yêu cầu mình là dùng đồ thị để biện luận. Như vậy thì đầu tiên các em cũng phải tạo ra một cái parabol. Các em làm cho cô cái đề này nhé. X bình trừ 4x và cái y bằng m, tức là x bình trừ 4x là cái parabol của em nó sẽ đi ngửa lên ha. Còn cái y bằng m của em thì nó vẫn giữ nguyên, vẫn cái đường thẳng đó vẫn chạy, nhưng mà cái giá trị của em tìm nó sẽ khác, thấy chưa nè. Rồi xong ha, bây giờ chúng ta qua cái bài số 4 nè. Sử dụng đồ thị để biện luận thêm m số nghiệm của số điểm chung ha. Như vậy là số điểm chung của cái này, như vậy số điểm chung cũng là giao điểm các em ha, điểm chung là giao điểm. Như vậy thì ở đây người ta không có nói nghiệm mà người ta yêu cầu mình đi tìm biện luận số điểm chung. Thì ở đây thì đây là một bài toán ngược các em. Các em thấy ở đây là y bằng x bình trừ 7x cộng 1 là một parabol, nhưng mà ở đây y bằng x cộng m cộng 1, đó là phương trình hàm số y bằng x cộng b, đúng không nào? Như vậy thì yêu cầu của cô là một cái là phải là y bằng fx là một cái parabol, còn cái kia là y bằng gm thôi, nó có x không? Không, như vậy các em phải biến đổi như thế nào để mất cái x đi nha. Đây là một bài toán ngược. Các em biến đổi như thế nào? Thì lúc nãy chúng ta đi tìm số nghiệm của phương trình là số giao điểm của hai cái đồ thị. Thì bây giờ chúng ta lại đi tìm, muốn tìm số điểm chung thì chúng ta lại đi tìm số nghiệm. Nó ngược lại các em ha. Lúc nãy thì chúng ta đi tìm số điểm chung, thì chúng ta ra nghiệm. Bây giờ chúng ta đi tìm nghiệm thì sẽ ra số điểm chung. Thấy chưa? Nó ngược là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đi vào làm bài luôn em. Đầu tiên thì sử dụng đồ thị để biện luận. Cái này thì các em sẽ ghi cho cô là, ghi lại cái đề cho cô, B y bằng x bình trừ 3x cộng 1. Đường thẳng D của chúng ta y bằng x cộng m cộng 1. Các em ghi cho cô nè. Số điểm chung của B và D Số điểm chung của B. Các em không cần ghi lại đề cũng được. Để cô ghi cái bài này cho nó đẹp ha. Vì đề các em nhìn thấy mà. Ở trong bài thì các em vẫn ghi đề ra, tại vì đề nằm trên giấy mà. Số điểm chung của B và D là số nghiệm của phương trình sau. Tức là chúng ta sẽ có phương trình hành độ giao điểm là phương trình x bình trừ 3x cộng 1 bằng x cộng m cộng 1. Chúng ta cho hai cái y này bằng nhau. Rồi các em tương đương cho cô. X bình nè, trừ 3x nè. Các em chuyển, thôi để cô làm luôn cho các em ha. Chuyển trừ 1 qua bằng 0. Đó là các em không mắc công như vậy, nhưng mà cô làm chậm để cho nhiều bạn khác cũng học theo ha. Thì ở đây các em sẽ có x bình nè, trừ 3x nè, với lại trừ x là trừ 4x nè, x bình trừ 4x nè.
1 với lại trừ 1 này thì các em sẽ 1 với trừ 1 là sẽ bằng 0 đúng không nè. Là hai cái số này bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ còn trừ m thôi. Trừ m đúng không em? Đó. Trừ m bằng 0. Thì theo bài làm thì cô sẽ chuyển cái m này qua đúng không nè. Cô sẽ chuyển cái m này qua. Đó. Cô làm ngắn lại một bước nhé. Thì nó sẽ bằng trừ m cô chuyển qua là bằng bằng m. Như vậy là đây là cái gần đến bước đầu tiên, gần xong bước đầu tiên của chúng ta đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái là parabol b phẩy b bằng, tại vì đây là parabol này các em nhé. À, còn đây là parabol b phẩy nha. Chứ nếu chúng ta ghi b nữa thì nó sẽ trùng với cái này. Y bằng x bình trừ 4x, thấy chưa? Và đường thẳng d y bằng m. Bây giờ chúng ta lại ghi thêm một cái nữa nè. Tức là số điểm chung của b và d là số nghiệm của phương trình sau, là chúng ta đưa ra được cái phương trình này. À, là cái phương trình này đây, hoặc là phương trình này cũng được. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi làm một cái bài nữa là đi tìm giao điểm của hai phương trình này để tìm ra nghiệm của phương trình này. À, đề bài yêu cầu tìm số điểm chung của b và d, thì chúng ta đưa hai cái này về một phương trình. Còn bây giờ chúng ta đi tìm nghiệm phương trình thì chúng ta đi tìm giao điểm của b phẩy và d phẩy. Em nhớ nhé, nó chia làm hai tầng nha. Rồi, bây giờ bước đầu tiên là các em sẽ ghi như thế nào? Số nghiệm của phương trình sao này nè ha. Đây là phương trình sao đây. Số nghiệm của phương trình sao. Tại vì chúng ta cần đi tìm số nghiệm nè. Các em phải lưu ý, các em phải hiểu cái chỗ này nha. Chứ không là loạn lên đó. Số nghiệm của phương trình sao là số giao điểm. Cô nói đây là bài toán ngược mà, của b phẩy và d phẩy. Nó không còn là của b và d nữa mà nó phải là b phẩy và d phẩy. Các em lưu ý, các em phải tự ngồi ra lấy giấy ra làm lại, làm 2-3 lần xem thử là mình có hiểu chỗ này hay không nhé. Tầng thứ nhất nè, tầng thứ hai nè, tầng thứ ba nè. Đó, có 3 tầng vậy. Số nghiệm của phương trình này, phương trình sau là số giao điểm của b phẩy và d phẩy. Như vậy bây giờ chúng ta lại quay lại cái bài toán bình thường của chúng ta, là bước đầu tiên, bước thứ hai là chúng ta sẽ vẽ parabol b phẩy, sau đó cho d phẩy chạy trên parabol đó nhé. Cô sẽ vẽ x bình trừ 4x, sao nó giống cái như vậy là cái đồ thị này các em, đề của Hà Nội nó giống với đề của chúng ta lúc nãy, của đề số 3 đó nè. Y bình trừ 4x. À, bây giờ sẵn nó có vẽ luôn cho các em nhé. Cũng là y bằng m luôn. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái này. Cô sẽ đổi dấu thôi. Nhưng mà đổi cũng khó. Thôi ghi lại luôn. Y bình phương cộng 4x, trừ 4x. Do cô làm in hoa đó. Đây, đây là đồ thị của chúng ta các em. Đồ thị lúc nãy của chúng ta là up, bây giờ nó là ngược. Và cái đỉnh của nó thì nó nằm ở đây các em. Đó. Nha, yeah, định y của em nó nằm ở đây và nó có giá trị là bằng mấy? X bằng 2 nhưng mà y là bằng trừ 4. Hồi nãy chúng ta y bằng 4 nó nằm ở trên đúng không? Đấy. Thì bây giờ các em sẽ làm xem nào. Như vậy thì cái đường thẳng em, cái m của em nó phải nằm như thế nào đây? Bây giờ các em tự suy nghĩ xem. Y bằng m. Như vậy thì đầu tiên nếu sao em, nếu m như thế nào, nó nhỏ hơn trừ 4 đúng không? Nếu như cái đường thẳng của em đây nó nằm ở phía dưới này, nó nhỏ hơn cái giá trị y là trừ 4 này, thì b và d có giao nhau không? B phải và d phải có giao nhau không? Không nhé, không có giao nhau. Mà không có giao nhau thì cái phương trình đó vô nghiệm, được không? M
nhỏ hơn trừ 4 thì đây m nhỏ hơn trừ 4 nè. Tí xíu chúng ta sẽ so sánh kết quả ở phía trên nha. Như vậy là các em không cần làm, hoặc là các em có thể làm rồi so sánh kết quả ở đây cũng được. M nhỏ hơn trừ 4 thì b phẩy và d phẩy không vô nhau. Mà không vô nhau thì cái phương trình, thì số nghĩa của phương trình sau là số giao điểm đúng không em? Mà không có giao nhau, không có giao nhau thì như thế nào? B và D không có điểm chung nữa không nào? À. Hay B và D, cái phải lưu ý là B khác B phẩy và D khác D phẩy nhé, không có điểm chung. Tại sao người ta lại chấm cái điểm trình bày của các em? À, và người ta trừ nhiều điểm nè. Người ta lưu ý cái chỗ lập luận em. Nếu các em biết lập luận tốt thì chứng tỏ các em hiểu bài. Còn làm trắc nghiệm thì dễ đúng không? Chúng ta chỉ thuộc công thức là chúng ta gắn vào là được. Nếu m của em bây giờ nó bằng trừ 4. Đây, m là cái đường thẳng này đây. Thì cái b phẩy của em á và cái d phẩy của em á tiếp xúc nhau tại đỉnh y luôn cũng được. Đỉnh y có tọa độ 2-4. Hay cái b và cái d của em như thế nào em? Có một điểm chung. Được chưa? Đó. Cái nếu cuối cùng cho cô. Nếu m của em nè, nó lớn hơn trừ 4, được không? Nó nằm ở phía trên này nè. Lớn hơn trừ 4 thì cái b phẩy của em á và cái d phẩy nó cắt nhau. Ui, để lên đây xíu nha. Cắt nhau tại hai điểm phân biệt, tại hai điểm. Hay b và d có hai điểm chung. Đề hỏi như thế nào thì chúng ta, đề hỏi có điểm chung, có giao điểm thì chúng ta cứ trả lời thôi ha. Có hai điểm chung. Xong. Đấy, bài của các em là vậy đó. Yeah. Các em chỉ lưu ý cái chỗ này thôi. Nếu chỗ này các em hiểu thì cái phần phía dưới thì chúng ta làm nãy giờ rồi. Bây giờ là m nhỏ hơn trừ 4, m bằng trừ 4 thì có 1 đúng không? M nhỏ hơn trừ 4 thì không có nghiệm đúng không? Đây, m nhỏ hơn trừ 4 nè, thì không có giao nhau, hay là vô nghiệm. Tức là các em không cần làm nữa, hoặc là các em làm ra cái bài này nè. Đây, thì kết quả của nó nằm ở đây. Nè, các em tiện so sánh luôn nhé. Tiện so sánh luôn. Tại vì cô cũng không biết là nó trùng nhau như thế này, cho nên cô mới yêu cầu các em làm cái câu bên cạnh. Nhưng mà ai ngờ chúng ta làm cái đề của Hà Nội thì chúng ta thấy giống nhau. Cô xem. À, hết rồi các em. Hôm nay chúng ta làm 4 bài nhé. Chắc cũng là khá lâu rồi đó. À, cô chào các em nhé. Chúc các em làm được dạng bài này. À, lần tới cô sẽ làm cho các em nằm ở trong cái khoảng, tức là nâng cao hơn. Chứ còn như thế này thì chưa có khó nha. Cho nên là các em phải làm được hết nhé. Chào tạm biệt các em.